tới Lemon Gaming đây. Thì rất là lâu rồi mình cũng không có làm những cái video. Thì những ngày gần đây mình có làm những cái video về trong những cái game của máy tính, ví dụ như Minecraft máy tính này là các bạn chờ chứ. Các bạn đấy, đây thì là gồm có Minecraft máy tính. Cái khúc mà mình đang làm intro và không và các intro mới. Thì các bạn màn hình mình nó quay nó sẽ bị ngược. Dạ, có màn hình các bạn thế nào để bao nhiêu chiếu rồi. À, đây là cái intro 2.0 của mình. Dạ, hy vọng các bạn thích thiệt. Đó là intro 2.0. Và mấy ngày gần đây mình cũng có bắt đầu một series Minecraft Survival mới. Tuy nhiên series đó mình sẽ hạn chế thực hiện vì một số lý do, như là bị đó là máy của cái bà mình là một. Máy bà mình thì nó cũng mất tiền. Đó. Rồi thứ hai là mình không cũng nhắc edit bởi vì nó render video nó rất là lâu. Và cái thứ ba là mình có hứng làm Minecraft. Mình chỉ muốn làm những game trên PC như là đột kích, Warfire, Minecraft của máy tính. Hoặc thậm chí là một series mình chuẩn bị ra, đó là Ori and the Sea. Thì hoặc các bạn sẽ thông cảm cho mình, bởi vì Minecraft, series Minecraft Survival đó là mình cũng không làm. Và những cái game trên điện thoại và PC mình sẽ làm nó đồng đều nhau một chút, vì mình cũng khá là rảnh. Thì thông báo nó rất là ngắn. Và mình hy vọng các bạn sẽ hiểu được cái tâm trạng của mình khi mà mình render cái video. Mình chỉ làm đơn giản, mình cộng cái này với cái intro thôi. Đó. Và bây giờ nếu các bạn mình nếu các bạn nhắc nếu các bạn mà nhắc làm video ấy, ê lộ, nhắc làm intro hoặc là nhà không có máy tính, hoặc là nhà không có điều kiện để ra đâu đó mà có cái máy tính, các bạn có liên hệ với mình làm miễn phí. Chỉ với điều kiện là các bạn có thể add face cho mình. Thì Facebook của mình nó cũng không có gì đặc biệt hay bí mật cho lắm, nên mình mới share và mình làm cái video này. Đó. Cái Facebook của mình á, nếu mà các bạn sẽ tìm đúng, bởi vì cái Facebook của mình là mình có hai face. Và nếu như mà các bạn tìm đúng cái Facebook của mình lúc đó rồi, các bạn inbox trong cái face, khi mà sau khi các bạn inbox mình rằng alo, mình là cái gì đó, mình muốn làm intro loại gì đó và mình không nhận làm Minecraft animation intro. Câu chuyện là như vậy đó. Thì các bạn chờ xíu. Bạn mới sửa xong rồi chắc bị cá mập cắn nữa. Cái này đang render video mà sợ mình nó rất là lâu ấy. 2 phút rồi. Cái Facebook của mình khắc luôn cái intro của mình ở phía trên á. Cái gì đây? Để các bạn nhìn hình dung nha, mình đã khắc luôn cái intro của mình ở phía trên, như các bạn thấy đó. Intro của mình đó, intro của mình đó. Và có cái hình tên thì các bạn đừng hỏi. Thì đây là cái Facebook mình. Nó không có gì bí mật cho lắm. Thế này, thế nọ. Video đồ rứa và... Đó thì các bạn chỉ cần vào, các bạn xem, các bạn biết. Chỉ cần các bạn tìm được cái Facebook mình. Xong rồi các bạn... add friend, và hoặc là các bạn nhắc add friend ấy, thì các bạn cũng inbox được với mình, nói là cho mình cái intro. Bây giờ hiện tại nếu mà muốn các bạn muốn mình làm một cái fanpage thì mình sẽ làm, mà giờ làm fanpage nó rất là khó chịu và mình cũng phải đầu tư một chút tiền. Mà nếu muốn đầu tư tiền không, cho nên các bạn hãy chịu khó cái bạn phê mình để có intro. Còn nếu mà hoặc là nếu như mà các bạn không tìm được phê mình
Và các bạn biết cách để đa cái intro từ YouTube á, YouTube mà mình YouTube về máy. Để có thể là khi mình làm xong intro thì mình sẽ đăng thẳng lên YouTube luôn. Để có chơi là vậy đó. Ơi, ai muốn làm intro, inbox comment, hoặc nếu mà muốn mình làm thẳng như YouTube, comment trong video này. Nếu mình muốn làm nó fake, kiếm fake mình đi mà a friend thông báo hết đấy. Rồi, hẹn lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye.